Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh em. Kính thưa quý cha và toàn thể anh em, hôm nay chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ để cầu nguyện cho linh hồn cha Giuse Lê Hoàng Thị mới qua đời. Đáng lẽ hôm nay chúng ta sẽ hiệp dâng thánh lễ cùng với anh em trong tình dòng tại tu viện Ba Chuông, nhưng vì tình hình dịch bệnh không thể hiệp dâng thánh lễ được. Vì thế mà trong cộng đoàn tu viện chúng ta hôm nay, chúng ta nhớ đến và cầu nguyện cho cha. Xin Chúa thương đón nhận cha và tha thứ cho tất cả những lỗi lầm mà cha đã có thể khi còn sống đã xúc phạm đến Chúa và anh chị em, để rồi cha sớm được hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Trong thời gian hôm nay, xin cộng đoàn cũng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria nhân ngày lễ dỗ. Để của lễ chúng ta được Thiên Chúa đã thương chấp nhận, giờ đây chúng ta cùng thành tâm thống hối. Chúa ở cùng anh em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Đức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo người. Bỗng có một người mắc bệnh phong tiến lại, bái lạy người và nói: Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người giơ tay đụng vào anh và bảo: Tôi muốn, anh hãy được sạch. Lập tức anh được sạch bệnh phong. Rồi Đức Giêsu bảo anh: Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ như ông Mô-xê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cha và toàn thể anh em, mấy ngày nay trên trang mạng Đa Minh Việt Nam có đăng một vài bài viết của anh em học viện viết về cha Nguyên Giám Đốc Thỉnh Viện thời điểm mà Ngài phụ trách từ năm 2011 đến năm 2015. Và trong các bài viết đó, chúng ta nhận thấy các thầy cảm nhận được từ nơi cha Nguyên Giám Đốc Giuse Lê Hoàng Thụy, một người cha luôn luôn tận tụy hy sinh, một người cha luôn quan tâm tới ơn gọi, tới các thỉnh sinh, một người hiền dịu, một người có những cách xử trí rất là tế nhị, và một người luôn luôn sống vì mọi người, sẵn sàng hy sinh để mong cho các mầm ươm ơn gọi được mỗi ngày một triển nở, và mỗi ngày mỗi hiểu biết về linh đạo của dòng Đa Minh nhiều hơn. Thì hôm nay chúng ta hiệp dâng thánh lễ để cầu nguyện cho cha Giuse Lê Hoàng Thụy. Cha Thụy là một trong số 16 anh em trong lớp của tôi, 16 anh em và cũng là 16 linh mục. Nhưng mà năm 2014 thì Chúa đã gọi một người anh em trong lớp về, đó là cha Giacobbe Vũ Thế Hanh. Và ngày 23 tháng 6 vừa qua, Chúa lại gọi một người anh em nữa, đó là cha Giuse Lê Hoàng Thụy. Như anh em biết là cha Lê Hoàng Thụy thì sinh tại giáo xứ Kẻ Sạt, một giáo xứ mà gần bên cạnh chúng ta đây. Trong lớp trước đây thì anh em thường đến thăm gia đình của các ông bà cố, gia đình của anh em từ thời học viện. Nhưng mà sau này thì vì nhiều hoàn cảnh khác nhau, không thể đến thăm từng gia đình của các anh em trong lớp được. Thế thì cha Giuse Lê Hoàng Thụy sinh năm 1969. Tính theo trong lớp thì cha La Vinh là cha anh trưởng trong lớp. Rồi sau đó là cha Việt, cha Khắc Tuấn, cha Thụy, cha Tuyền, và đến tôi đây
và sau đó là những anh em khác nữa. Thì cuộc đời của cha Lê Hoàng Thủy có thể nói được rằng thứ nhất là quan tâm tới những người nghèo, anh em dân tộc. Năm 1999 đến năm 2000, chúng tôi sau 2 năm trước đi thực tập mục vụ tại các giáo xứ hay là tại các tu viện, thì anh em được chọn lựa và sau đó cha Bề Trên Giám Tỉnh bổ nhiệm anh em đi trong cái năm đó, năm đi thực tập. Thì cha Thủy đã chọn một cái vùng xa xôi, hẻo lánh, một cái vùng mà có nhiều người dân tộc, đó là giáo xứ Ca Đô, nơi đó mà cha có thể cảm nhận, cảm nghiệm cũng như là có thời gian để đến với anh chị em dân tộc, anh chị em nghèo, chia sẻ tình thương, sự quan tâm của cha đối với những anh chị em dân tộc đó. Và năm 2004 thì lớp chúng tôi ra trường và cha không có ở lại tu viện hoặc là đi một cái giáo xứ khác, nhưng mà cha lại chọn một cái miền đất rất là bình thường, nơi có những anh em ở đó, anh em đa minh ở đó, đó là cộng đoàn Ba Lâu ở dưới cái vùng Long Thành đó. Và cha cũng đã, tức là trong cái giai đoạn đó thì cha âm thầm lặng lẽ để có thể tận tụy với công việc của nhà dòng, với công việc rất là bình thường, chăm lo vườn tược và nhiều cái công việc của nhà chồng khác nữa. Cha cũng có vé đi để đi mục vụ hay là đi du học. Sau một thời gian phục vụ ở Ba Lâu thì cha lại vâng lời tỉnh dòng lên đường sang Canada, để rồi cha không có lo cho mình nhưng mà lo cho cộng đoàn ở bên Canada đó, rồi cha giúp mục vụ vân vân ở bên đó. Sau một thời gian thì cha lại vâng lời nhà dòng trở về Việt Nam này. Và lúc đó tỉnh hội 2011 thì cha đã được anh em tín nhiệm và cha đã lãnh nhận trách nhiệm đó là giám đốc thỉnh viện. Và vừa rồi ngay bài đầu chia sẻ thì có những anh em trong cái giai đoạn này đã cảm nhận về cha nguyên giám đốc rất là sâu xa. Nếu anh em muốn thì anh em có thể tìm đọc trên những cái bài viết trên trang mạng Đa Minh Việt Nam trong 1-2 ngày qua, thì chúng ta thấy một người tu sĩ Đa Minh sống hết mình vì người nghèo, luôn luôn quan tâm và sẵn sàng làm những cái điều tốt đẹp nhất cho người nghèo. Và một người tu sĩ Đa Minh thì luôn tận tụy với những cái công việc, với những cái trách nhiệm mà tỉnh dòng trao phó cho ngài. Và hơn thế nữa, trong cái vai trò, trong cái chức vụ, trong cái việc mà hướng dẫn cho các em thế hệ tương lai của tỉnh dòng, thì cha luôn luôn quan tâm và có thể nói là tận tụy, rất là yêu quý, ơn gọi. Trong bài viết thì có lần mà các anh em học viện bây giờ chia sẻ là có những cách mà cha rất là xử trí, rất là tế nhị, gặp mà thay vì là sửa lỗi trực tiếp cái người lỗi phạm đó, thì cha có thể kể một cái câu chuyện nào đó để từ đó cho những anh em nào mà phạm lỗi nhận ra và tự sửa. Đó là cách mà cha đã hành động. Cho nên rất là nhiều em thỉnh sinh lúc bây giờ là các thầy học viện rồi, có một cái lòng quý mến và lòng trân trọng cũng như là nhớ ơn đến cha nguyên giám đốc Giuse Lê Hoàng Thủy. Vì thế mà đây cũng có thể là một cái hình ảnh, một cái mẫu gương cho tất cả mỗi người chúng ta. Khi mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta sống trong ơn gọi Đa Minh, chúng ta phải làm thế nào đó để có thể sống hết mình với người nghèo, quan tâm tới những người mà có nhiều cái hoàn cảnh thiếu thốn về nhiều khía cạnh, và cũng là mẫu gương để cho chúng ta tận tụy làm việc với những cái trách nhiệm, với những cái trách vụ
mà tỉnh dòng hay là nhà dòng trao phó cho mình. Và cũng đơn giản là chúng ta là một tu sĩ đa minh, cho nên chúng ta sẽ làm tất cả những gì mà chúng ta thấy tốt đẹp cho dòng, cho cộng đoàn, thì chúng ta hãy thực hiện. Để rồi sau một cái thời gian phục vụ Chúa, phục vụ hội dòng và phục vụ những người nghèo, Chúa thương đón nhận. Trong cái suy nghĩ của tôi thấy được rằng Chúa cũng đã nhìn thấy cái sự nỗ lực, cái sự nhiệt tâm, nhiệt tình của các anh em tu sĩ đa minh, và cụ thể nhất đó là hai anh em trong lớp chúng tôi, đó là cha Thụy và cha Hanh. Khi mà tuổi đời còn rất trẻ, một người anh em 42 tuổi và bây giờ cha Thụy 52 tuổi, một cái độ tuổi mà có thể làm việc rất là hăng say, tích cực để làm việc cho Chúa. Nhưng mà tôi lại nghĩ cách khác, tôi lại nghĩ rằng những anh em này có thể khi còn tại thế đã sống hết mình với Chúa và hết mình với anh chị em rồi, thì bây giờ Chúa thấy đủ và Ngài đã mời gọi để cho những anh em này về hưởng vinh quang mà suốt cuộc đời những người anh em này đã tận tụy hy sinh, đã yêu thương những người nghèo và phục vụ Chúa và phục vụ các linh hồn. Nhưng mà trong cái thân phận yếu đuối mỏng giòn, chắc chắn thời gian mà cha Thủy ở trên giường bệnh, Ngài bắt đầu chờ bệnh từ tháng 12 năm 2020 cho tới bây giờ 6 tháng. Có thể cha cũng đã có chuẩn bị tinh thần để xin Chúa thương tha thứ tất cả những lỗi lầm mà cha xúc phạm, để rồi cha được thanh thản ra đi về với Chúa. Nhưng mà chúng ta trong tình liên đới với anh em trong tình dòng, chúng ta nhớ đến và cầu nguyện xin Chúa thương đón nhận và sớm đưa linh hồn cha Giuse về hưởng tôn nhà Thiên Chúa. Amen.